Năm 2023 đang dần khép lại, là lúc để chúng ta nhìn lại hành trình đã qua, nhận diện rõ hơn những vấn đề còn tồn tại, thêm quyết tâm, quyết liệt trong năm 2024. Chào mừng quý vị đến với góc nhìn của Báo Thanh Hóa với chủ đề Tháo nhanh điểm nghẽn. Tại nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ ra nhiều tồn tại yếu kém trong năm 2023, cần phải khẩn trương khắc phục. Trong đó có 3 vấn đề theo chúng tôi rất đáng quan tâm, đó là công tác vận động thu hút đầu tư chưa đổi mới, hiệu quả thấp, chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, các dự án công nghệ cao, hiện đại. Sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác sai so với thiết kế, ngoài vị trí mốc giới chưa được giải quyết triệt để. Về những rào cản làm hạn chế quá trình thu hút đầu tư mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, còn nhớ là tham gia thảo luận tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa năm 2023, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa cho biết có những dự án đã thi công thậm chí đến 5 năm nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư. Chung quan điểm, Bí thư Huyện ủy Nông Cống thời điểm đó là ông Nguyễn Quốc Tiến cho biết có doanh nghiệp của Trung Quốc dự kiến đầu tư dự án đèn LED trên địa bàn huyện nhưng 6 lần sang vẫn chưa thể hoàn tất hồ sơ, khiến doanh nghiệp định chuyển hướng đầu tư sang tỉnh Nghệ An. Chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này, đại biểu cho biết còn thiếu sự thống nhất trên dưới, có những vấn đề tỉnh rất quyết liệt nhưng cơ quan tham mưu chưa thông, vai trò thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhiều sở ngành chưa được làm rõ và còn có tình trạng sân ông, sân tôi. Cũng liên quan đến doanh nghiệp nhưng ở góc độ khác, xin hãy nhìn vào những con số chưa đầy đủ này để thấy tính chất mức độ, sự phức tạp của lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản. Năm 2022 và 11 tháng năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện kiểm tra hơn 1.000 vụ vi phạm thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, trong đó đã chuyển cơ quan điều tra khởi tố nhiều vụ, xử phạt vi phạm hành chính hàng chục tỷ đồng và thu giữ nhiều máy móc, phương tiện dùng để khai thác. Có thể dẫn lại một số vụ vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, số tiền các doanh nghiệp vi phạm bị xử phạt cũng rất lớn, đó là tại huyện Yên Định, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn vi phạm trong hoạt động khai thác tại mỏ đá ở thị trấn Yên Lâm, bị phạt tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Bình Minh bị phạt số tiền 275 triệu đồng do khai thác đá không đúng trình tự, không đúng hệ thống khai thác. Cùng có số tiền phạt lớn là công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam bị phạt số tiền 650 triệu đồng vì khai thác đá vượt công suất 95,6% tại mỏ đá vôi ở xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn. Cũng tại đây, công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Thành Phát bị phạt với số tiền 250 triệu đồng do khai thác vượt 40% công suất được phép khai thác hàng năm. Tổng công ty đầu tư Hà Thành ở cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới gần 1 hectare khu vực được phép khai thác tại mỏ đá xã Minh Tân bị phạt tiền 170 triệu đồng, phải nộp lại số lợi bất hợp pháp. Mới nhất, tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Long Linh với số tiền là 375 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 101,81 triệu đồng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung cũng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 240 triệu đồng và buộc nộp lại 76 triệu 827 nghìn đồng là số lợi bất chính đối với Hợp tác xã Công nghiệp Đông Đình tại xã Hà Tân. Về những bất cập trong sản xuất nông nghiệp, dù trên địa bàn tỉnh đến nay đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô, nhưng giá trị trên đơn vị diện tích thì lại chưa cao. Hiệu quả kinh tế mà ngành nông nghiệp đem lại chưa như kỳ vọng. Khoảng trống trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là ở nhiều địa phương chưa liên kết hoặc chậm liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản. Nhất là liên kết theo chuỗi giá trị để thúc đẩy cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao, giúp giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng. Một vấn đề nữa là việc đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao chưa trở thành động lực mới cho đổi mới mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp.
điểm nghẽn trong thực hiện chuỗi liên kết hiện nay, nữa là vẫn còn khó khăn khi đưa khoa học công nghệ đến với nông dân. Ở không ít địa phương, nông dân vẫn thường tự bơi trong bể kinh nghiệm của mình là chính. Một số nơi áp dụng các biện pháp kỹ thuật với yêu cầu khắt khe, nhưng tính tuân thủ của một bộ phận nông dân có lúc lại trở thành vấn đề rất đáng lo lắng. Những năm gần đây, một số doanh nghiệp đã chủ động bắt tay với nông dân để thực hiện việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, chưa có sự bền vững. Nông hộ thường bội tín, phá hợp đồng khi giá cả thị trường có sự thay đổi, dẫn đến doanh nghiệp bị động. Mặt khác, chuyện doanh nghiệp bỏ cọc, thương lái bỏ rau củ mọc mầm giữa đồng, bỏ quả chín trên cây, khiến nông dân lo lắng bất an cũng là chuyện xảy ra ở nhiều thời điểm. Trong sản xuất nông nghiệp, dù đạt được những kết quả tích cực, song nông dân vẫn là đối tượng chịu nhiều rủi ro, có những thời điểm phải kêu gọi giải cứu. Chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại trên, về chủ quan, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho rằng công tác phân tích, dự báo, nắm bắt tình hình ở một số lĩnh vực chưa sát thực tế, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chính quyền, ban, sở, ngành còn hạn chế, chưa chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở địa phương, đơn vị. Công tác phối hợp giải quyết công việc giữa một số ngành, đơn vị chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, trách nhiệm chưa cao. Đáng lo ngại là một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở ngành địa phương, năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy làm trì trệ ách tắc công việc. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát ở một số lĩnh vực địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan đơn vị chưa nghiêm. Chủ đề năm 2024 được tỉnh Thanh Hóa lựa chọn là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Theo đó, nhiều khâu đột phá những yêu cầu hành động khẩn trương đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong đó có yêu cầu tiếp tục hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển toàn diện. Trọng tâm là thủ tục đầu tư kinh doanh, tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất, xử lý tài sản công, tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư theo hướng cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc giới thiệu, quảng bá và xúc tiến đầu tư, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, nhất là về mặt bằng sạch, hạ tầng kết nối, quy hoạch để thu hút đầu tư vào tỉnh, chủ động tiếp cận, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, ra quyết định đầu tư, chú trọng thu hút các dự án lớn, hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có sức lan tỏa mạnh để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn, đất đai, công nghệ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện với quy mô phù hợp, giá trị gia tăng cao, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đối với việc khai thác khoáng sản, phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, chế biến khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý, tham mưu của các ngành, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả vấn đề này, cần phải có sự tham gia của nhiều ngành khác như khoa học và công nghệ, công an. Nhất là không thể tách rời vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp với vai trò vừa trực tiếp giám sát, vừa kiến tạo giá trị, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng. Để nông nghiệp thực sự thành trụ đỡ của nền kinh tế, nông dân sống khỏe từ nông sản của mình thì cần phải có bước chuyển cả về nhận thức và hành động. Yêu cầu phát triển nông nghiệp toàn diện với quy mô phù hợp, giá trị gia tăng cao, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp,
mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra tại nghị quyết số 15 là vấn đề hết sức quan trọng ở thời điểm hiện nay, nhằm tạo ra giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích, giúp nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp. Với một tỉnh mà ngành nông nghiệp còn đóng vai trò chủ đạo, nông dân còn chiếm số đông như Thanh Hóa, thì yêu cầu chuyển đổi tư duy trong nông nghiệp càng trở nên quan trọng, thúc bách. Việc chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp sẽ giúp khỏa lấp đi những bất cập đang tồn tại. Mà muốn thực hiện điều đó, đòi hỏi phải đẩy mạnh và tuân thủ liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp theo một chuỗi ngành hàng nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Chuyển từ sản phẩm nông nghiệp thành thương phẩm, đảm bảo yêu cầu, chuẩn mực của thị trường. Theo đó, những mô hình nuôi trồng cũ cần phải có chính sách đồng bộ hơn để kích hoạt nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, nông nghiệp chia sẻ. Đây là những mô hình tạo ra những giá trị lớn hơn trên từng đơn vị diện tích nông nghiệp và cũng đã manh nha ở một số địa phương cần tiếp tục được lan tỏa phát huy. Để thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, sự xuất hiện của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp lớn với một thái độ nghiêm túc, sẽ góp phần định hình tư duy của nông dân từng bước để chuyển đổi, để thực hành làm kinh tế nông nghiệp. Cùng với đó, đòi hỏi phải đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện những yêu cầu này, bên cạnh khát vọng của nông dân, vai trò đồng hành của các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn là rất quan trọng. Còn với khai thác khoáng sản, đây là lĩnh vực đem lại lợi nhuận lớn, vì thế rất dễ phát sinh phức tạp, gian dối trong trật tự khai thác. Trong đó có sự tiếp tay của một bộ phận cán bộ chức năng làm ngơ của chính quyền sở tại. Rất nhiều vụ vi phạm đã bị phát hiện, xử lý nghiêm khắc với mức phạt rất nặng, nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Câu hỏi đặt ra là phạt, thậm chí là phạt nặng, liệu có giúp vãn hồi trật tự trong khai thác? Phạt nhằm đảm bảo quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường là điều phải làm, nhưng cần phải có những biện pháp phù hợp hơn để chúng ta có thể phát hiện sớm những vi phạm, từ đó chủ động ngăn chặn, hạn chế những phức tạp nảy sinh. Theo kết quả kiểm tra giám sát xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, thời gian qua cho thấy hành vi khai thác khoáng sản trái phép diễn ra ở nhiều nơi và ở mức độ nghiêm trọng là do một số địa phương thiếu kiểm tra, chưa kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản. Tình trạng này cần phải được khắc phục sớm và triệt để. Đến giữa năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có 326 giấy phép khai thác khoáng sản và có 118 mỏ được cấp phép thăm dò, 123 mỏ được phê duyệt trữ lượng. Những con số cho thấy quy mô, mức độ khai thác ở Thanh Hóa rất lớn. Đồng nghĩa với con số này, đòi hỏi phải có một lực lượng tương xứng để đảm bảo trật tự. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát môi trường và cán bộ chức năng ngành tài nguyên môi trường là hữu hạn. Vì thế, rất cần sự chủ động vào cuộc phát hiện sớm của chính quyền địa phương có mỏ. Đặc biệt là phải có biện pháp khuyến khích và bảo vệ người dân dám đấu tranh tố giác vi phạm, thì chúng ta mới sớm phát hiện được các vi phạm để xử lý. Kính thưa quý vị, năm 2024 đã cận kề, đây là năm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2020-2025 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Bởi vậy, đòi hỏi mỗi chúng ta phải quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, sẵn sàng chấp nhận mọi trở lực để tháo gỡ những điểm nghẽn, điểm tắc mới có thể về đích. Chuyên mục Góc nhìn tuần này của Báo Thanh Hóa xin dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần tới.